con xin chào mọi người nha. Hiện tại gia đình mình đang ở Plaza Singapura và bây giờ là giờ ăn tối. Hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn sushi. Đây là cái tiệm sushi nè các bạn. Genki Sushi. Và ăn ở đây xếp hàng đó các bạn. Người ta dự để cái bảng dự tính xếp hàng chờ là 60 phút. Rồi, chào mẹ. Hello. Hello cô chú. Hôm nay con đi ăn tối. Và ở đây thì người ta sẽ để cái bảng để cho mình biết là thời gian đợi á là 60 phút các bạn. Và thời gian mà mình ăn ở trong nhà hàng này người ta cũng quy định là 60 phút. Tức là mình ăn khoảng 1 tiếng là mình phải rời đi rồi đó, chứ không có thể ngồi lâu á, tại vì có nhiều người chờ nữa đó các bạn. Bây giờ cả nhà mình đang đứng ở ngoài chờ nè. Elena, hello. Elena không có được khỉ lắm. Và sẵn chờ đợi thì Văn sẽ quay xung quanh cái trung tâm mua sắm Plaza Singapura cho mọi người xem nha. Đây là hình ảnh sơ sơ của trung tâm mua sắm này. Rất là rộng lớn luôn. Trung tâm lớn lắm mọi người ơi. Có rất là nhiều shop, nhà hàng, quán ăn. Một hôn đi, một hôn nè. Đây là cái số xếp hàng này mọi người. Và ở trên bảng này nè, người ta có thông báo cho mình nè, tới lượt số mình là mình sẽ đi vô trong. Ôi, nhà mình đã vào bên trong rồi. Okay. Trời ơi, vừa vô ngồi xuống là đòi tháo giày. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng điện thoại scan cái này nè các bạn. Scan xong rồi mình sẽ order. Bây giờ hầu hết các nhà hàng ở Singapore sẽ order trực tiếp món ăn qua điện thoại cá nhân, chứ không có dùng menu như trước, để hạn chế lây nhiễm chéo mùa dịch đó các bạn. Sau khi mình gọi món thì sẽ có những chiếc tàu chạy qua chạy lại để phục vụ đồ ăn cho mình. Món nào của mình thì nó sẽ tự dừng ở bàn để mình lấy rồi nó mới đi chỗ khác. Nói chung là cũng vui lắm cả nhà. Ông xã Vân biết chắc là con thích cho nên là đưa vợ con đi ăn để trải nghiệm. Mà thiệt, hai đứa nhỏ toàn canh tàu chạy không mà chứ ăn đâu có nhiều đâu cô chú. Anna ăn noodle với lại tôm chiên nè. Chết, của con đi không, còn con gì đi ăn chứ. Yeah.
Nói chung là Vân thấy ăn ở đây khá là thoải mái, phục vụ thủ tục nhanh gọn và sushi vị rất là vừa ăn. Ông xã và Vân chủ yếu là gọi những loại sushi chín. Vân không có ăn sushi sống mọi người. Với lại ông xã thì thỉnh thoảng ăn sushi sống nhưng mà hay bị đau bụng á, cho nên là chủ yếu là gọi những loại mà đã được nấu chín. Đây là món da cá hồi chiên, yếu béo, giòn. Nói chung là vị của nó giống với món tấp mỡ. Mình chấm với lại sốt mayonnaise. Nói chung mới ăn thì rất là ngon, nhưng mà mình ăn dần dần mình cảm thấy ngán, tại vì nó hơi béo đó mọi người. Oh, wow, wow, you see. Oh, look at the channel. Huh?
Cuối cùng là món bánh bạch tuộc nướng. Bánh này thì vỏ bên ngoài được làm từ bột mì, có hình tròn và nhân bên trong là bạch tuộc, mực. Và món này rất là dễ ăn các bạn. Nói chung là bạn nào ăn lần đầu tiên cũng cảm thấy nó rất là gần gũi, không có khó ăn. Và hầu như người lớn hay là trẻ em đều thích. Coffee time là food court đó các bạn, là khu ẩm thực đó. Khu ẩm thực uống cà phê rồi đó. Đây còn Genki Sushi là lúc nãy mình ăn ở đây nè mọi người. Nhà Vân đang đi dạo vòng vòng ở cái lầu 6 các bạn, lầu 6 của Plaza Singapore. Ở đây có cái tiệm bán nhạc dụng cụ này rất là lớn luôn. Đây nè, vô chơi thử, đòi vô đây thử. Trong này có bán đàn piano trống đồ nhiều lắm mọi người. Đàn guitar điện nè. À, Anna, Sun. Try this. Rồi. Beat the hand also. Cho vô thử thôi chứ mấy cái này mắc lắm đó mọi người, một bộ mấy ngàn đô. Đây là ở lầu 6 này mọi người, bán đàn piano. Một cái đàn là 32.200 đô, 23.000, trời ơi, 14.000. Ăn tối xong rồi, bây giờ nhà mình đi siêu thị mua đồ ăn mọi người. Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi. And we eat orange juice. Đang chạy ra khỏi bãi đậu xe mà. Bãi đậu xe ở trên cao lắm mọi người. Chạy vòng tròn lên cao đó. Bây giờ chạy vòng tròn đi xuống. Juice, baba, eat my 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 juice, baba
phía trước của trung tâm. Mua đồ xong giờ nhà mình đi về mọi người ơi. Giờ cũng trễ rồi. Bây giờ đi ra lấy xe. Và video của mình hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của gia đình mình. Và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.